Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với bản tin thể thao sáng ngày 20 tháng 6. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những thông tin chính. Thủ môn Việt Kiều Patrick Lê Giang bắn tín hiệu với huấn luyện viên Kim Sang sik Thắng đậm sông Lam Nghệ An, Quảng Nam chính thức trụ hạng sớm. Thắng dễ Hungary, đội tuyển Đức giành vé vào vòng knockout. Croatia rơi chiến thắng ở phút bù giờ. Sau đây là nội dung chi tiết. Patrick Lê Giang, thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam Slovakia đã tỏa sáng trong trận hòa của các lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh trước Viettel, thu hút sự chú ý của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Sau trận đấu, Lê Giang bày tỏ hạnh phúc với kết quả và nhấn mạnh khát khao mặc áo đội tuyển Việt Nam. Anh cho biết đang cố gắng hết sức để chứng minh khả năng và hy vọng sẽ sớm có cơ hội thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Lê Giang đã sống ở Việt Nam hơn một năm rưỡi và muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam không có ý định trở về châu Âu sau mùa giải V-League 2023-2024. Anh và đồng đội đã chính thức trụ hạng và còn hai trận nữa gặp Quảng Nam và Khánh Hòa. Quảng Nam đã chính thức trụ hạng thành công ở Nightwolf V-League 2023-2024 sau khi đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỷ số 4-2. Trong trận đấu, Quảng Nam mở tỷ số nhờ bàn thắng của Lê Xuân Tú sau sai lầm của thủ môn Văn Việt. Olaha gỡ hòa một đều cho sông Lam Nghệ An từ chấm 11 m Nhưng Corando nhanh chóng đưa Quảng Nam dẫn lại 2-1 trước khi hiệp 1 kết thúc. Sang nghiệp 2, Hoàng Vũ Samson ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Quảng Nam. Dù Olaha rút ngắn cách biệt cho sông Lam Nghệ An từ chấm phạt đền, nhưng Hoàng Vũ Samson lại ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 ở phút 89 sau phá phản công nhanh. Với chiến thắng này, Quảng Nam đạt 3-2 điểm và chính thức trụ hạng sớm hai vòng đấu. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An có nguy cơ phải đá playoff nếu LB Bank Hoàng Anh Gia Lai giành điểm trước Bình Dương ở trận đấu diễn ra trong hôm nay. Đội tuyển Đức giành chiến thắng hay 0 trước Hungary tại Euro 2024 với bàn thắng của Musiala và Gundogan, sớm giành vé vào vòng knock out. Trận đấu diễn ra tại sân Stuttgart Arena, nơi Đức kiểm soát trận đấu với hơn 70% thời gian cầm bóng. Musiala mở tỷ số ở phút 21 sau pha kiến tạo của Gundogan. Gundogan tự mình ghi bàn thứ hai ở phút 65 sau pha căng ngang của Mittenstadt. Thủ môn Neuer cũng có nhiều pha cứu thua xuất sắc. Hungary có một số cơ hội nhưng không đủ sức đối công với Đức. Thua 0-2, Hungary sẽ phải hy vọng vào trận đấu cuối gặp Scotland để có cơ hội đi tiếp. Ở trận đấu còn lại bảng A, Scotland hòa Thụy Sĩ một đều để duy trì cơ hội đi tiếp ở giải đấu năm nay. Sau hai lượt trận, Thụy Sĩ có 4 điểm, Scotland có 1 điểm. Cả hai đội sẽ tìm vé đi tiếp ở lượt trận cuối cùng vào rạng sáng 24 tháng 6. Croatia và Albania hòa hai đều đầy kịch tính tại lượt trận thứ hai vòng bảng Euro 2024. Abani mở tỷ số ở phút 11 nhờ cú đánh đầu của Lassi. Croatia ngay sau đó cố gắng tấn công nhưng không thành công trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Kramaric gỡ hòa một đều cho Croatia ở phút 74 sau pha kiến tạo của Bodimir. Chỉ 2 phút sau, Croatia dẫn trước 2-1 nhờ bàn thắng của Susic, được ghi do bóng tập trung Gasula vào lưới. Tuy nhiên, Abani kịp gỡ hòa hai đều ở phút 90 5 nhờ sai lầm phòng ngự của Croatia và bàn thắng của Gasula. Kết quả này khiến cả hai đội vẫn chỉ có một điểm sau hai lượt đấu, làm tăng khó khăn trong việc giành vé vào vòng knock out. Và đây cũng là những thông tin đáng chú ý của bản tin thể thao tổng hợp sáng nay. Các bạn đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh youtube Báo Thanh Hóa xin chào và hẹn gặp lại